trọn đời bên nhau. Câu trầu quà cưới đơn xưa thiêng liêng duyên tình muôn vàn tình chung. Ngày vui ai họ gần xa chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu thương. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười.
nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chờ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân ai. Đám cưới về trên thành đô. Quan viên họ nhà trai, chúng tôi họ là gái, hôm nay được ngày này tháng tốt, đã thống nhất với họ nhà trai là gia đình chúng tôi cũng họ nhà, cũng như họ gia đình nhà gái chúng tôi là đưa cháu dâu về gửi gắm họ nhà trai làm dâu con họ nhà trai. Thế trước khi gửi gắm cháu dâu của họ nhà gái thì chúng tôi cũng có đôi lời xin trước nhất là gửi gắm họ nhà trai, mong họ nhà trai là những nhân tố chính lái con thuyền của cô dâu chú rể tới bến trăm năm hạnh phúc, và đồng thời khuyên cô dâu chú rể sống trước hết là tình yêu vợ chồng chung thủy, cái thứ hai là đối với gia đình thì thực sự là dâu hiền thể thảo, thứ ba là đối với xã hội là một công dân tốt để xứng đáng là một gia đình văn hóa vạn phúc. Tôi xin hết ý kiến. Tốt thì được cho hai cháu đi cái biên đưa trong, nhưng họ gái đã đưa cháu đây nhà trai rất cảm ơn chấp nhận là con yêu cảm ơn rồi vỗ tay hai đứa nhiều hai đâu đi rồi vỗ tay. Với họ nhà trai, hôm nay họ nhà gái chúng tôi các thành phần là đưa cháu dâu về. Thứ nhất là có bố sinh ra cô dâu là bố cháu, bố của cô dâu. Thứ hai là mẹ của cô dâu. Thứ ba là tôi là bác của cô dâu. Thứ tư là bác của cô dâu. Và đây cũng là bác của cô dâu, chú Lợn là bác của cô dâu, ông Mậu cũng là bác của cô dâu, bà Nhung cũng là bác của cô dâu, cô Thỏa là dì của cô dâu, chú Huệ là cậu của cô dâu, cậu Trung là cậu của cô dâu, anh Quyết là anh trai của cô dâu, em Hợi là em trai của cô dâu và chị dâu cả của em dâu Luyện hôm nay. Mẹ của đây là bác trai, đây là bà nội, phát đây là bà ngoại. Đây là ông nội là Y, kia là cô Duệ, cô là Y, kia là cô Hát, bác là gái, Y là Thiết, kia là bạn của Gia Duyên, bên kia là chú Sốt, bên kia là chú Đông. Bên kia là chú Đông, còn bên kia là Xui bên Toàn luôn. Kia là chị là My, là chị của chị gái của Duyên. Kia là Di, kia là ông. Bên là chị bà ở đây là chị Út.
dạ lần ba em tên là nhà 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 trời luôn nè nhà 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 cái vui là có vui thế này nè, bạn bây giờ cái hàm thì chậm ra chứ
Thank you.
Everybody make some noise!